không được giao chỉ tiêu, không được cấp phép hoạt động giáo dục tiểu học tại cơ sở chung cư Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu. Thế nhưng trường liên cấp Newton vẫn ngang nhiên tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học. Đồng nghĩa với việc nhà trường đang lừa dối phụ huynh học sinh và hàng trăm học sinh tiểu học đang theo học tại trường này có nguy cơ không được công nhận kết quả học tập. Theo đó, mặc dù không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020, thế nhưng trường Newton vẫn tuyển sinh. Hiện tại, hàng trăm em học sinh đang theo học bậc tiểu học ở cơ sở 2 tại Goldmark City số 136 Hồ Tùng Mậu vẫn đang học và sinh hoạt khoảng 10 tiếng trên ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại trường. Điều đáng nói là hoạt động tổ chức dạy học dù chưa được cấp phép này vẫn ngang nhiên diễn ra ngay trước mắt cơ quan chức năng mà không hề bị nhắc nhở xử lý. Khi biết thông tin trường không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh bậc tiểu học năm học 2019-2020, nhiều phụ huynh đang có con em theo học bậc tiểu học tại trường Newton, cơ sở 136 Hồ Tùng Mậu đã tỏ ra hoang mang, lo lắng về việc có phải nhà trường lừa dối phụ huynh học sinh, và quan trọng hơn cả là các học sinh đang học hệ tiểu học tại cơ sở số 136 Hồ Tùng Mậu có được công nhận kết quả khi học tập tại cơ sở chưa được cấp phép, và cơ quan nào sẽ công nhận kết quả này. Sau khi tận mắt nghe và chứng kiến hoạt động giáo dục tiểu học công khai tại tòa nhà Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu, nơi mà được giới thiệu là cơ sở 2 của trường liên cấp Newton, phóng viên đã có cuộc trao đổi với một vài phụ huynh xung quanh sự việc này. Trường này năm nào chẳng có vấn đề, kiểu gì cũng sẽ có vấn đề gì đó. Tức là kiểu trường này năm nào cũng sẽ có vấn đề gì. Nhiều vấn đề, nhưng mà trong đó chắc là có. Đấy là một trong những vấn đề sẽ được thấy. Thời gian nhà trường đã tuyển sinh rồi thì nó phải bật đèn xanh cho nhau trước rồi nó mới dám tuyển sinh được. Thế là sao mà nó dám công khai như thế? Đấy, thì xong là bây giờ ví dụ như là bản thân phụ huynh cũng sẽ gây áp lực lên là con tôi thế này thế kia ấy. Thì lúc đấy là nó mượn cớ là tại phụ huynh bây giờ không muốn là khai cái nguyện vọng thế này thế kia. Tức là nó một cái cớ nó khác mà thôi. Đấy, đấy xong rồi lúc nào chẳng. Bây giờ là các con còn nhỏ thì không nên xáo trộn anh kiểu nó cứ vẽ trò ra. Bởi vì nói thật nhé, nếu như mà nó làm đang làm tử tế nhưng ngay từ đầu làm sao đã hiểu chúng tôi đấy, thật bao giờ như kiểu Việt Nam mình toàn là đặt chúng nó không đi đây với nhau hết rồi, xong là đặt vào sự sẵn rồi. Nhà trường thì có đảm bảo cái cam kết với mình hay không ấy? Phụ huynh cũng dùng mẹ anh mà em vừa em quán nó chết mất con mình lại dở ra em nào để người ta đi chạy. Cái đầu tiên là cứ bảo là nhà trường sẽ cố gắng nhưng không biết bao giờ, nhưng mà sau phụ huynh em quán thì ký vào đấy là đóng bụng. Vì là cái chỉ tiêu ấy nó liên quan là dạy cái con không là bằng cấp điểm thế nào mai sở ấy. Thì đây là nó gửi đi đâu ấy. Rất nhiều phụ huynh đã học rồi. Còn sao là chứ còn bọn này nó chắn nó phải có một cái lực rất lớn hay sao chống lưng như sao nó mở nó lại này kìa. Liên quan đến hoạt động giáo dục tiểu học chui tại tòa nhà Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu của trường liên cấp Newton, báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ làm việc với phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm. Nhưng đến nay đã hơn một tuần trôi qua, sau nhiều lần liên hệ, đại diện phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm vẫn im lặng đến đáng sợ. Trước sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi tại sao một sai phạm 10-10 như vậy lại có thể dễ dàng qua mắt các cơ quan chức năng quản lý đến thế? Có hay không việc bao che, làm ngơ cho các hoạt động giáo dục tiểu học chui tại tòa nhà Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu ngang nhiên thách thức pháp luật? Trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng mà trực tiếp là trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm ra sao trong sự việc này? Qua đây, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan của thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm cần nhanh chóng vào cuộc và làm rõ việc hàng trăm học sinh hiện đang theo học hệ tiểu học tại trường liên cấp Newton, cơ sở 136 Hồ Tùng Mậu có được công nhận kết quả hay không và sẽ được xử lý ra sao. Đồng thời, cần nghiêm túc thực thi pháp luật, chấn chỉnh nếu có sai phạm, để các phụ huynh và học sinh yên tâm học tập trong môi trường giáo dục hiện tại. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.